muốn ăn khoai mì gì nè? Khoai mì nướng. Nướng à? Giờ nướng ấy lắm, thôi giờ mẹ làm khoai mì chiên cho con ăn nha. Dạ. Ok, vậy thôi mẹ con mình đi đào khoai mì nha. Chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Cô Thúy Miền Tây của mình nha. Và bây giờ Thúy sẽ đi đào khoai mì với bé để về làm khoai mì chiên cho bé ăn nha. Và bây giờ Thúy sẽ đi nha. Các bạn hãy theo cái video, dõi cái video này của mình nha, trong quá trình mình đi đào khoai mì và chiên khoai mì như thế nào nha. Trời ơi, củ to quá. Phải củ mì đâu Út. Củ đó củ mì đó anh Hai ơi. Tại vì đất cửa mình tốt quá nên nó to như vậy đó. Có làm mới có ăn nha. Rửa dạ. Sạch sẽ nha. Rồi hai con rửa đi. Mấy trái này bự quá Út ơi. Trái này bị nhất nè Út. Ừ. Bấy đủ à. Lấy vỏ của giòn. Chà lên pha mì. Thôi chi vậy. Thank you.
làm lẹ đi Út. Rồi có luôn nè. Đây. Út mới đây, Út muốn nhanh gì? Chiên. 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 Rồi, để đây ngồi nguội đi. Giờ Út sẽ cho tới 21 củ dền. Củ dền. Củ dền. Các bé thấy không? Thấy. Ngon ăn nhiều tí. Dạ. Xích vào hết nha. Dạ. Xích vào hết. Đó, nhồi nó nổi lên nè. Nó thành nè. Cái bùng kia nè. Đẹp không? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Anh ngồi đây anh có thấy nó nổi bùng bùng đâu mà anh nói. Con đứng lên luôn. Trời ơi. Rồi tụi con ngồi ăn đi. Đố chiên ốc bỏ qua. Đói ăn cái gì cũng ngon á. Đói ăn cái gì cũng ngon chứ không phải là bánh của Út ngon đâu. Ngon, bánh của Út ngon hết. Út làm cái gì cũng ngon hết á. Trời ơi, cảm ơn mấy con. Nhum 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 nhum. Ăn cái phai gì? Cái này hình như phai mì phải không? Ăn dạ. Sao nó cảm giác như phai lang không? Giống. Giống chuối, bánh chuối. Bánh chuối không? Bánh chuối mà hơi khô á. Mùa này con ăn vô là mùa bánh bắp nè. Cái gì? Anh ăn đang quay mì mà anh nói anh ăn bánh bắp. Không, mùa bánh bắp. Trong cái củ dền này xong rồi Út chiên thêm một mớ đó nữa. Chiên quá, con sẽ chậm củ vô. Thôi. Rồi tụi con thích ăn cái gì tự nhúng đi. Rồi Út chiên cho, Út tảo cho nha. Ai thích ăn cái gì thì cứ lấy. Rồi con sẽ chơi cái này. Chào các bạn nha. Vậy là cái món rau củ chiên của tụi mình là đến đây là đã hoàn thành rồi. Mình là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Nếu mà các bạn cảm thấy thích cái kênh của Thúy và hãy đăng ký cho Thúy để ủng hộ cho Thúy, để Thúy có động lực làm những cái video tiếp theo nha. Và bây giờ Thúy chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye.